Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì chúng ta có những người làm cho các ban ngành khác nhau. Chuyến đi vừa rồi của tôi cùng với gia đình nghỉ một tuần tại Ý, bờ biển Nam Ý gần Venezia. Thuê một cái nhà giống như cây wagon. Mình tự nấu ăn, hàng ngày trò chuyện con cái, vợ chồng với nhau và đưa nhau ra biển tắm. Miền một bên và em một bên. Cái trại Thanh Hóa vừa rồi tôi không đi tắm biển. Mấy người đã hỏi tại sao mục sư không tắm biển. Tôi nói rằng thứ nhất là tôi cần phải chuẩn bị cho những bài giảng. Thứ hai, không có vợ ở bên cạnh. Mỗi lần đi ra biển để cầu nguyện thấy biển một bên và em không có một bên. Tôi thấy rằng gia đình ở chung với nhau rất là quan trọng. Tôi được kêu gọi cho hội thánh phục vụ Đức Chúa Trời, nhưng tôi cũng được Chúa kêu gọi làm chồng của một vợ và được Chúa kêu gọi làm cha của những đứa con tôi. Và tôi không thể bỏ trách nhiệm làm chồng làm cha được. Bởi vậy cho nên chúng ta có thời gian làm việc trong hội thánh và cũng có thời gian làm việc ở trong gia đình của mình nữa. Đừng lẫn lộn mang những nan đề của hội thánh vào mâm cơm của mình. Có nhiều người họ mang hết nan đề trong công ty, trong cửa hàng về trong mái nhà ngay trên bàn ăn cơm tối, ngồi ăn cơm với vợ với con mà đầu của họ vẫn là cửa hàng. Và dần dần bữa cơm đó trở thành nhàm chán và trở thành một cái hình thức. Càng ngày những đứa con càng ăn thật nhanh, chóng váng để bỏ ra khỏi nhà. Nó lao vào chơi computer, nó lao vào chơi game. Và dần nó ít khi về nhà hơn. Vợ bạn và chồng bạn cũng chán dần bữa cơm khô khốc đó và rủ nhau ra quán ăn cho nhanh, ăn cái gì cho nó thật nhanh và không cần phải đối diện mặt đối mặt với nhau vì không biết nói chuyện gì. Bạn ơi, cái đó đang hủy phá dần dần hôn nhân ở trong thế gian này. Bạn và tôi là người trong hội thánh, chúng ta cần phải hiểu gia đình là nền tảng vô cùng quan trọng trong cuộc sống của bạn. Không có một nơi nào mà chúng ta sống thật bằng gia đình của mình. Vợ chồng con cái thật là quan trọng. Cho nên đừng bỏ qua những kỳ nghỉ hoặc thời gian nghỉ ở trong gia đình của mình nữa. Amen. Và đừng coi nó là những việc làm thế gian. Nó cũng rất là thuộc linh đó anh chị em. Ăn cùng với vợ và con của mình rất là thuộc linh. Bởi vì ở trong lúc bạn vui chơi đá bóng với con của mình, bạn nhận biết tính cách của từng đứa một. Bạn nhìn biết con cái của bạn chơi với nhau như thế nào. Đứa nào ích kỷ, đứa nào chỉ nghĩ cho bản thân, để bạn có cách dạy từng đứa một khác nhau, chứ không dập khuôn đứa nào cũng giống đứa nào. Mỗi đứa có một thế giới mà nó đòi hỏi đứa thì cần phải ở trong phòng kín tâm sự, đứa thì bạn phải dẫn nó ra ngoài quán cà phê để trò chuyện. Mỗi đứa một khác vì nó là tài sản, nó là phần thưởng, nó là mũi tên mà Chúa trao cho tôi và bạn. Amen. Và một tuần ở Ý đó đã kết thúc, chúng tôi lên đường trở về Áo. Và đây là một điều đặc biệt hay. Đến Áo, ở đó có hai gia đình mà họ được nghe những bài giảng tại Berlin qua YouTube. Tôi muốn nói với anh chị em, cái chương trình mà đưa những bài giảng lên trên YouTube không phải là chương trình của hội thánh nha. Nó mới chỉ là một số cá nhân của những con người vì vợ, vì gia đình xa không có mặt trong hội thánh. Họ đáng lẽ ra mua cái đĩa đó để gửi về nhà thì thay bằng họ mua, họ đưa trên mạng để cho những người thân đó được xem. Và từ những cái cá nhân đó, bây giờ phước tới với vô số người ở những nơi mà không thuộc Berlin. Ở đây có một ông bố của Yến từ Việt Nam sang. Lần trước khi tôi đi, ông đến bắt tay nói là tôi cũng đã nghe bài giảng, cũng đã từng kết bạn với mục sư qua Facebook. Bạn ơi, hãy tận dụng những kỹ thuật tân tiến hiện đại nhất thời bây giờ cho việc truyền bá tin lành của Ngài. Đừng để cho những kỹ thuật đó ma quỷ chộp lấy để đưa vào những chuyện bậy bạ, trong khi chúng ta thì lại lánh xa nó và nói rằng đây là đến từ ma quỷ. Cái đàn guitar mà anh Tăng Hùng Vinh hôm nay đánh đàn để ca ngợi Đức Chúa Trời, cây đàn này tôi đã mất 4 năm được dạy rằng nó đến từ ma quỷ. Tôi tin Chúa từ một hội thánh truyền thống, và hội thánh đó truyền thống hơn hết thầy hội thánh truyền thống mà tôi đã từng gặp. Và tôi đến đó năm 2003, nhìn thấy tôi và bước vào hội thánh thờ phượng Chúa, cô nói rằng: anh ơi, anh có thể tin Chúa từ trong hội thánh này sao?
Tôi bảo đúng như vậy đó em. Anh đã ở trong hội thánh này vì Chúa sống, chứ không phải đến với một con người hay một tổ chức. Ở đó một hội thánh truyền thống, tất cả mọi người nam không được đeo caravat, bởi vì nó là mũi tên đi xuống địa ngục. Cái caravat nó có hình mũi tên như vậy này. Đi xuống địa ngục. Không đeo vàng, không đeo tòng ten, bởi vì nó là sự cám dỗ. Yêu vàng bạc là tội lỗi. Không ai làm tóc, không phụ nữ nào được cắt tóc ngắn, không được làm phi dê, không được phấn son. Tất cả phụ nữ mà có chồng hay là lớn tuổi đều phải chùm đầu khi cầu nguyện và đọc kinh thánh. Và hết thảy những dụng cụ này, không có trống nhá, không có guitar nhá, chỉ chơi đàn organ như kiểu đàn mà nó trầm trầm ở trong nhà thờ vậy. Trong khi nhạc rock metal sử dụng những nhạc cụ này để lôi kéo những thanh niên của thế giới này vào trong cuồng chảy, vừa uống ca nhắc vừa nghe nhạc rock mạnh, thì nhà thờ lại nói rằng đây là từ ma quỷ. Kênh MTV nói rằng hãy cho tôi cái kênh này, tôi sau 20 năm sẽ chiếm toàn bộ thế giới cho ma quỷ. Dùng âm nhạc để chiếm lĩnh thanh niên. MTV thay đổi mốt quần áo sau 5 năm nữa. Màu nào sau 5 năm nữa mốt? Bạn cứ nhìn vào kênh MTV, các người ca sĩ họ mặc cái gì thì sau 5 năm nữa màu quần áo sẽ là màu đó đấy. Kiểu quần áo sẽ mặc là kiểu quần áo đó đấy. Mọi người hiểu tôi đang nói gì không? Thế mà nhà thờ và hội thánh thì là lánh khỏi những điều mà có thể ảnh hưởng tốt tới cộng đồng. Bởi vậy cho nên anh chị em ơi, chúng ta cùng nhau, cả tôi nữa, thay đổi tâm trí của mình. Làm sao cho hội thánh của chúng ta đây là một hội thánh trật tự nhất, chuẩn nhất, hay nhất, nhạc tuyệt vời nhất, và tình yêu thương thật rộng mở nhất, sự chăm sóc lẫn nhau thật tuyệt vời nhất. Amen. Chứ không phải là một cái túp lều xoành xoàng nhất để ở trong đó mình thánh nhất, mình thật là tồi tàn nhất để cho mình khiêm nhường nhất. Không, chúng ta phải là mốt nhất để mà truyền bá tin lành hiệu quả nhất. Amen. Amen. Hallelujah. Thay đổi thói quen khó lắm anh chị em. Tôi nhắc lại, thay đổi thói quen khó lắm. Bắt đầu từ 3 ngày trước, tôi đã nói với vợ tôi và nhắc nhở bản thân mình, hãy nhớ mình bây giờ có kính. Hãy nhớ mình bây giờ có kính, để sau này khi đọc sách không biết kính nó nằm chỗ nào. Bởi vì thói quen của tôi không dùng kính nhiều năm rồi. Cho nên tôi luôn luôn nhắc bản thân mình rằng đọc sách mình phải có kính. Kính mình phải mang để đâu? Mọi người hiểu không? Cái thói quen khó lắm. Mọi người thử cùng tôi mà làm theo kiểu thói quen nhá. Nào, hai tay như vậy này. Bây giờ bạn cố gắng làm lệch một ngón đi, có làm được không? Bây giờ chuyển ngón như vậy, không để như vậy nữa nhá, mà làm như vậy này. Nào. Thế bắt đầu khó rồi. Bình thường là đưa vào là biết, nhưng là vào ngay cái thói quen của mình như vậy này. Như vậy này, thường như vậy. Bây giờ lệch một ngón thử xem. Bạn thử rồi. Nó bị lệch rồi. Mọi người biết vì sao không? Bởi vì nó không còn là thói quen nữa. Bạn viết sách bằng ngón tay phải. Bây giờ thử ngón tay trái viết xem. Không viết được. Không phải vì nó không viết được, mà vì không có thói quen. Bởi vậy cho nên chúng ta cần xin Chúa giúp cho thay đổi ở đây trước này, thì cái này nó mới vào được này. Ở đây trước này, cái này nó mới vào được này. Còn nếu ở đây không thay đổi, ở đây không làm được. Mọi người hiểu không? Mọi người hiểu tôi đang nói không? Amen. Quay sang người lân cận nói rằng chúng ta phải thay đổi thói quen. Thói quen tốt. Dạ, cảm ơn Chúa. Chúng tôi đến một cái quán McDonald's, thuê một cái nhà nghỉ ở đây đó, vào đó để ăn bữa tối. Và trong lúc đang ngồi như vậy, bỗng nhiên tôi nhìn thấy một người trạc tuổi như tôi, sau này mới biết rằng ông hơn tôi 2 tuổi, một người không phải Việt Nam, đang ngồi đọc một quyển sách. Và sau đó lại ngước mắt lên nhìn suy ngẫm, đang đợi ai vậy? Và trong khi vợ tôi đi đặt hàng McDonald's cùng hai đứa con, tôi ngồi như vậy, tôi nhìn thấy anh chàng đó, tôi biết rằng anh ta đang đợi tôi. Mà không biết làm sao để làm quen, bởi vì là tôi không biết tiếng Anh, không biết tiếng Đức, chỉ biết tiếng Nga và biết tiếng Việt thôi, mà và tiếng lạ nữa. Tôi trong khi vợ đặt hàng lâu quá, tôi ngồi như vậy nói, Chúa ơi, hãy cho con cơ hội để làm quen với người này mà không vô duyên. Vì con biết người này đang đợi con.
Và khi đợi một hồi mà không biết làm sao, anh ta cũng nhìn một hồi lại nhìn tôi, lại nhìn, lại đọc quyển sách. Một quyển sách đó tôi liếc qua không phải tiếng Nga. Tôi bảo bây giờ không biết làm sao nói cái gì mà chả nhẽ lại nhờ vợ đến dịch thì nguy hiểm. Và ngồi ăn hết cả cái suất ăn đấy rồi cùng với gia đình. Và lúc thằng con còn là vài miếng cuối cùng, tôi quyết định đứng dậy và mang cái đống rác đó đến gần cái chỗ thùng rác mà anh ta ngồi gần. Sau khi cứ loay hoay trở vào, không biết làm sao, xách đồ mà không nhìn thấy chỗ để chỗ rác nào. Và sau khi tôi để rác lại gần, và tôi mạnh dạn nói luôn bằng tiếng Nga: anh có biết tiếng Nga không? Anh ta bảo biết. Và chúng tôi nói chuyện với nhau bằng tiếng Nga. Và tôi nói: tôi biết tiếng Nga. Tôi: anh có phải là người tin Chúa không? Anh ta: tôi là người tin Chúa. Thế sao anh đọc quyển sách gì đây? Và đây là tiếng Armenia. Và bắt đầu chúng tôi nói chuyện với nhau, gọi vợ ra, và chúng tôi làm quen với nhau. Và anh ta biết rằng tôi không phải chỉ là người tin Chúa mà là mục sư. Tôi nói rằng đây không phải là chuyện tình cờ. Hội thánh của anh ở chỗ nào? Anh ta cho tôi số điện thoại, cho địa chỉ của hội thánh người Nga tại đó. Và được nghe tin rằng ở đó có hơn 50.000 người Nga. Bạn ơi, thế là công việc bắt đầu được khai trương tại khu vực thành phố Viên, thủ đô của nước Áo. Với họ người Việt Nam, có hai gia đình tại đó, họ nói rằng cảm ơn Chúa vì được nghe những bài giảng được đưa trên YouTube. Và khi nói chuyện thì biết rằng Chúa đã có chương trình dành cho họ. Họ có đầy đủ hết tất cả những con người mà có thể phát triển công việc tại đó. Chỉ thiếu, tôi nói với họ rằng, tôi nói chuyện với các vị, đây là một chiếc xe ô tô đã hoàn hảo và cực kỳ tốt. Chỉ thiếu mỗi đổ xăng và chạy đi đâu thôi. Còn lại hết thảy đều chuẩn bị sẵn hết rồi. Và cảm ơn Chúa chúng tôi có một buổi chiều thật là vui, nhưng ngắn quá. Thành ra hẹn một ngày tới sẽ quay trở lại thành phố của Áo. Và họ muốn gửi lời chào tới hết thảy những con cái Chúa tại đây. Và cảm ơn rằng vì có những cái đĩa này mà họ đã được nghe, được gây dựng thời gian vừa rồi. Đức tin họ ước ao Giáng sinh hay là một kỳ nào đó họ được đến Berlin để họ sẽ đánh nhạc, vì một người đó là nghệ sĩ violon, học nhạc viện ở Áo ra. Và họ rất là muốn cùng chúng ta hầu việc Đức Chúa Trời. Amen. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Tôi đã chuyển lời chào của các vị cho những người tại Berlin rồi, có những người tại Áo. Cảm ơn Chúa. Ok, đó là những điều mà đã xảy ra. Và tôi được nghe rằng là chủ nhật trước anh chị em tới đây nghe cũng mục sư Hùng giảng, mà lại không phải mục sư Hùng, đúng không? À, chiếu một cái bài giảng ở trên này. À, chúng tôi có một trục trặc là trưởng lão Vượng lại đi sang bên Thụy Sĩ công tác, mà chúng tôi lại không có cái sự bàn bạc cụ thể, thành ra là bị nhầm. Bởi vậy cho nên chúng ta đã được nghe Trần Mạnh Hùng giảng mà lại không phải Trần Mạnh Hùng. Đó là thức phim ở trên. Đó chính là điều mà có thể trả lời cho bạn câu hỏi vì sao chúng ta tin Chúa mà lại không có ảnh của Chúa. Mọi người hiểu không? Có một số người họ nói rằng tại sao người trong hội thánh tại Berlin không có tượng của Chúa để nhìn vào đó cầu nguyện cho nó dễ, không có ảnh của Chúa để nhìn vào đó cầu nguyện cho nó dễ. Bạn ơi, khi không có tôi thì bạn mới cần mấy cái đoạn phim mà tôi giảng chiếu trên màn hình. Còn khi có tôi rồi, bạn thử tưởng tượng như tôi ngồi đây, bỗng nhiên anh chị em bảo ông Vượng lên nói rằng chúng ta cùng nhau nghe mục sư Trần Mạnh Hùng giảng nhớ, và bật đoạn phim lên để nghe tôi giảng trong khi tôi ngồi đây, thì hơi nực cười đúng không anh chị em? Giống như bây giờ tôi lại giở ảnh của vợ tôi ra và nói rằng em ơi anh yêu em, mặc dù nàng ngồi bên cạnh. Giời ơi, đó chính là điều tại sao những người tin lành, con cái Chúa gọi Ngài là Cha, không có ảnh của Chúa Giêsu để thờ lại, bởi vì Ngài đang ở đây. Chúng ta không cần ảnh. Amen. Ảnh quan trọng nhất là bốn bức ảnh tin lành Matthew, Mark, Luca và Giăng đã cho chúng ta rõ Chúa Giêsu là ai và Ngài làm gì rồi. Bởi vậy cho nên bạn sẽ có ngày nhìn thấy Ngài mặt đối mặt, nhưng không phải tại đất này mà ở trên đó. Bởi vì ở đất này dành cho những người không thấy mà tin, người đó có phước. Có nhiều người hỏi tôi câu hỏi rằng tại sao Chúa Giêsu của ông không hiện ra một cái thì có phải chúng tôi tin nó dễ không? Tôi nói rằng bạn ơi, nếu Ngài hiện ra thì bạn không còn tin nữa. Mà khi Ngài hiện ra, tôi nói thật, không phải chỉ bạn tin mà 7 tỷ người phải quỳ gối, không phải tin mà run sợ mà nói rằng Ngài là Chúa. Và lúc đó họ không được cứu đâu, bởi vì cứu bởi đức tin cơ, chứ không phải thấy sợ mà tin. Chúa của tôi mà hiện ra thì đến người đầu gấu nhất cũng phải quỳ gối mà há miệng xưng Ngài là Chúa. Nhưng ngày đó sẽ xảy ra. Còn bây giờ Chúa vẫn giấu Ngài để cho chúng ta: nếu người yêu ta, tin ta, hãy tiếp nhận và đi theo ta. Còn đừng vì đi theo ta mà do sợ. Amen. Cảm ơn Chúa bài giảng ngày hôm nay. Tôi muốn chia sẻ với anh chị em một đề tài, đó là ăn năn và tin.
Tại sao nó quan trọng đến mức độ như vậy? Để hiểu được mức độ quan trọng này thì tôi muốn đưa anh em tới một câu chuyện xảy ra vào năm 1972. Năm cuối năm 1972, cả miền Nam Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa bỗng nhiên rúng động một tin mà báo chí thời bấy giờ đưa lên trang nhất. Một cô gái Lọ Lem là người phu bốc vác của nhà máy xi măng Hà Tiên thuộc quận Thủ Đức. Cô gái lai da đen tên là Nguyễn Thị Martina bỗng nhiên trở thành công chúa của một vương quốc đầy kim cương mà sản lượng xuất khẩu hơn 40% sản lượng của đất nước họ. Một quốc gia thật là giàu. Cô gái này bỗng nhiên trở thành hoàng, không phải hoàng hậu, mà là công chúa của một nước Cộng hòa Trung Phi đầy sự giàu có. Và cuối cùng người ta phát hiện ra cô ta là con lai của một lính viễn dương người châu Phi đánh cho Pháp. Ông sang bên Việt Nam năm 53 và sau đó có yêu một cô gái đi gánh nước thuê tên là Nguyễn Thị Huệ. Rồi sau đó năm 54 Hiệp định Paris, người lính viễn dương đó đã đi về Pháp để lại một cái bầu cho cô gái đó. Và cô gái này bị cha mẹ đánh đập vì rủa xả, bởi vì có thai với một người da đen, phải chạy trốn và đẻ ra một cô gái đặt tên là Nguyễn Thị Martina. Họ đi bán đậu phụng, họ đi bán khoai, họ đi bán lạc rang, họ đi làm đủ các nghề. Và cuối cùng năm 17 tuổi, cô ta đã đi làm phu bốc vác cho nhà máy xi măng tại quận Thủ Đức. Và khi bố của cô ta đã là người bố mà đẻ con rơi đó, trở thành tổng thống của nước Cộng hòa Trung Phi, ông ta mới tìm đứa con rơi tại Việt Nam. Câu chuyện kể lại, cô gái đó đang bốc vác, bỗng nhiên người cậu xuất hiện. Hãy tưởng tượng xem, cô gái này chưa hề một lần nào ăn đủ no, mặc quần áo đẹp, hoàn cảnh nan đề, tình trạng và đầy sự bế tắc, mặc cả một thân phận mình nhỏ nhem. Người ta gọi cô gái đó là cô gái Lọ Lem. Không có lối thoát nào để mà tỉnh ra được, không biết có kiếm được chồng không. Thì bỗng nhiên ông cậu xuất hiện nói: con kia, đi về thay đồ, bố mày là tổng thống. Thói quen 17 năm cô gái này nghĩ đó là trò đùa. Mọi người tưởng tượng không? Đùa, cậu đùa. Nhưng mà khi cô ta biết được tin thật đó, cô ta đã trở thành công chúa thật. Cả đại sứ quán Pháp cùng với những đoàn tùy tùng từ Trung Đông, từ Trung Phi sang đón tiếp công chúa bỏ rơi trở về và bắt đầu bước vào cung điện. Cô ta không cần phải sức của mình, không cần mưu mẹo của mình, không cần phải tài cán của mình, chỉ cần cô ta công nhận tên của tôi là Nguyễn Thị Martina và công nhận rằng tôi có một người cha đã bỏ rơi tôi và để cho người ta lấy máu kiểm tra ADN, và cô ta công bố tôi thực sự là con của vị vua Bokassa này. Và cô ta đã thay đổi toàn bộ cuộc đời. Đó chính là điều mà mở đầu câu kinh thánh ngày hôm nay, sách Mác đoạn 1 câu 14-15: khi cả thế gian này cộng với cả một nhóm thiểu số người Israel đang chịu nô lệ bị áp bức bởi những người La Mã, họ khổ hơn cả những người tại Quảng Bình Việt Nam bây giờ, họ khổ hơn cả những người tại Quảng Ninh khi bị lũ lụt vừa rồi, họ khổ lắm, không có đồ ăn. Họ bị một lúc ba cái trầm ở trên, vừa là người La Mã, vừa là những người quan chức bù nhìn của người La Mã Do Thái, lại vừa những người thâu thuế làm thuê cho người La Mã, chặn một lúc ba cái thòng lọng đè ở trên cổ của họ. Rất nhiều người đang tìm cách lật đổ, làm cuộc cách mạng, sự thay đổi về kinh tế, sự thay đổi về văn hóa, sự thay đổi về tôn giáo. Thì bỗng nhiên xuất hiện trên khung cảnh đó một con người từ Nazareth có tên là Giê-xu. Ông ta làm rất nhiều dấu kỳ phép lạ. Và đây là một lối thoát. Rất nhiều người đủ các tầng lớp xã hội, kể cả những người trong đảng cách mạng khởi nghĩa, cũng xuất hiện để nghe Chúa Giê-xu nói một điều gì đó. Họ đang chờ đợi. Mỗi người chờ đợi Giê-xu một kiểu khác nhau. Họ tập hợp một đám đông mấy chục ngàn người, và mỗi người theo đuổi một ý tưởng. Người làm cách mạng thì nghĩ rằng đây là một con người chỉ cần kêu gọi canh tân
là cuộc cách mạng sẽ nổ ra và vô số người đi theo, mình cũng theo ông ta. Người theo tôn giáo thì nghĩ rằng đây là một vị giáo chủ mới, một người về cải cách về văn hóa, nghĩ rằng đây sẽ là tạo ra những quyển sách giáo khoa mới. Mỗi người chờ đợi, và Chúa Giêsu xuất hiện. Ngài bỗng nhiên nói một điều mà làm cho mấy chục ngàn người ngạc nhiên. Ngài nói như sau, sách Mác đoạn 1 câu 14-15: sau khi giăng bị tù, Đức Chúa Giêsu đến xứ Galilê giảng tin lành của Đức Chúa Trời mà rằng: kỳ đã tròn, có nghĩa là ta đã xuất hiện rồi đây. Đây là thời điểm. Kỳ đã tròn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần. Các người hãy ăn năn và tin vào đạo tin lành. Nước Đức Chúa Trời đã đến gần. Đây chính là điều mà người Do Thái đang chờ đợi. Nước Đức Chúa Trời đã tới. Và khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, họ cũng hỏi Ngài rằng: Chúa ơi, nước của Ngài đã đến rồi, Ngài sống lại từ cõi chết, Ngài sẽ làm vua. Tôi hay là ai sẽ làm thủ tướng đứng bên phải bên trái Ngài? Chúa nói nước Đức Chúa Trời đã đến gần, có nghĩa là sướng đã tới rồi, sung sướng đã tới rồi. Và cách nào để vào được nước đó? Qua hai cách: một, ăn năn và tin vào tin lành. Trước Ngài 600 năm có một vĩ nhân đã từng đi tìm kiếm lối thoát và nói rằng cuộc đời là một bể khổ, sinh tử lão bệnh, không có lối thoát. Và vì không có lối thoát cho nên ông đã tự tìm cách thoát thân và dạy những người đi theo hãy tìm cách tự cứu thoát mình. Và đến bây giờ hình ảnh vẫn ngồi một chỗ nhắm mắt và không hề biết xung quanh xảy ra điều gì. Còn Chúa Giêsu, Ngài đã xuống trần gian, chịu chết trên thập tự giá, và Ngài nói rằng nước Đức Chúa Trời đã đến gần khi ta sống lại từ cõi chết. Và khi ta sống lại từ cõi chết, các ngươi để thoát khỏi thế giới này khổ không phải bởi cải cách chính trị, văn hóa, kinh tế hay tôn giáo, mà chỉ có mỗi một cách, đó là đổi đời, đổi vị trí của mình làm công dân một nước khác. Mọi người hiểu không? Ai đã từng được định cư vĩnh viễn hay là giấy tờ Đức, giơ tay tôi xem tại đây này. Đang hưởng đó. Bạn từ một thế giới khổ kia, khi bạn bước vào thế giới này, bạn nhận được cái tiêu chuẩn mà hưởng chế độ của Đức này, cuộc đời của bạn khác. Chúa nói rằng đừng tìm cách túm tóc kéo đầu mình ra khỏi cái đầm lầy này. Chỉ đúng một điều, các người phải trở thành con cái hay là công dân thiên quốc, thì thiên quốc sẽ có trách nhiệm trên các con. Nước Đức Chúa Trời và thiên đàng đã đến gần. Muốn bước vào thiên đàng thì các ngươi phải là công dân thiên đàng. Mẹ của thành thị vương hay là thị vương đã thành xuất hiện tại đây. Họ cấp visa cho 3 tháng đúng không ạ? Hay là mấy tháng? Hơn 3 tháng, gần 3 tháng. Để mà bước vào được nước Đức thì đại sứ quán của Đức sẽ cấp cho một cái visa để được vào nước Đức. Để mà bạn vào nước Đức Chúa Trời thì bạn cũng cần phải được cấp visa. Và cái visa đó gọi là ăn năn và tin vào tin lành. Mọi người hiểu không? Không cần phải thay đổi văn hóa, không cần phải thay đổi chính trị, bạn cần phải thay đổi bạn trước. Đó là gì? Phải trở thành công dân thiên quốc. Tôi vừa tiệp khắc, ở đó có một bộ luật: hết thảy những người nào sống tại tiệp từ 9 tuổi mà 10 năm liên tục sẽ được cấp thẳng làm công dân tiệp khắc và được quyền song tịch. Còn những người mà không trong diện đó mà sống liên tục tại tiệp khắc thì phải bỏ quốc tịch Việt Nam thì mới vào được quốc tịch tiệp khắc. Tôi nói với người ta rằng, nhưng chúng ta dù bị bắt cái gì đi chăng nữa, chúng ta vẫn có quyền song tịch. Ông Vượng đang là song tịch, ông Cẩn đang là song tịch, ông Trúng đang là song tịch. Mọi người hiểu không? Song tịch có nghĩa là gì? Là bạn cùng một lúc được hai quốc tịch. Quốc tịch dưới đất này thuộc quốc gia quản lý bạn, còn một quốc tịch thiên quốc. Mọi người, cho nên bạn vừa phải làm tròn trách nhiệm của công dân trên đất này mà bạn vừa phải làm tròn trách nhiệm của công dân ở trên kia. Khi bạn làm tròn trách nhiệm của quốc gia nào thì quốc gia đó phải có trách nhiệm bảo vệ bạn. Câu chuyện của cô
Martiner này, trước đó đã có một Martiner giả, họ qua dịch vụ biến một cô tên là Ba Sĩ cũng trở thành công chúa, và chuyện đó bị bại lộ. Có rất nhiều những người làm công dân thiên quốc giả, và khi cần quyền lợi từ trời thì thiên quốc không bao giờ bị lừa. Bởi vậy cho nên hỡi con cái Đức Chúa Trời tại đây, hãy làm công dân thiên quốc thật. Thế nào là công dân thiên quốc thật? Khi chúng ta ăn năn thật và tin vào tin lành thật thì bạn sẽ trở thành công dân thiên quốc thật. Hãy bắt tay người lân cận nói chúc mừng công dân thiên quốc thật. Câu kinh thánh thứ hai, sách Giăng đoạn 1 câu 12-13. Thế nào là ăn năn và tin vào tin lành? Lời Chúa Giêsu dạy rằng, nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sinh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sinh bởi Đức Chúa Trời vậy. Hãy nhắc lại cùng tôi từ sinh. Yeah. Đây là sự khác biệt giữa tin lành với các tôn giáo khác. Không có một tôn giáo nào nói với giáo dân được sinh ra từ ông giáo chủ hay từ trời. Chỉ duy nhất bạn và tôi được sinh ra từ Đức Chúa Trời. Hoặc đây là sự giả dối, hoặc người nói câu này là người bị thần kinh hay điên, hoặc thực sự nó là sự thật. Và tôi tin nó là sự thật bởi vì Chúa đã sống lại thật sự từ cõi chết. Ngày hôm nay là ngày Chúa Nhật, bạn biết được ngày này là ngày Chúa Nhật thì câu này nó là sự thật. Mà Đức Chúa Trời mà người Việt Nam gọi ối rồi ôi khi khổ, bạn bây giờ được gọi Ngài là Cha. Một vị thủ lĩnh trong hàng giáo phẩm tôn giáo Do Thái xuất hiện gặp Chúa Giêsu vào ban đêm, cũng hỏi rất nhiều câu hỏi về tôn giáo. Chúa lập tức đưa ông ta tới câu trả lời rõ ràng: để vào được thiên đàng thì ngươi phải được sinh lại lần thứ hai. Tôi được sinh ra hai lần. Một lần thứ nhất từ bố mẹ ông bà ngoan hảo, tôi vẫn chưa xác định cụ thể. Mẹ tôi và bố tôi nói là sinh ra tại bệnh viện Hai Bà Trưng, hay quận Hai Bà Trưng, mà giấy khai sinh thì lại ở Phú Xuyên, Hà Tây, lại sống ở trên Bắc Thái. Thành ra tôi là người tứ xứ quê tại Hà Nam. Thành ra tôi đồng hương của Hà Nội, đồng hương của Bắc Thái, đồng hương của Hà Tây, đồng hương của Hà Nam, là cùng một lúc bốn quê. Đó là lần thứ nhất, sinh ra vào năm 1970. Lần thứ hai tôi được sinh ra theo cách này này: hễ ai đã nhận Ngài, hãy nhắc lại cùng tôi, nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời. Nguyễn Thị Martiner, cô gái người lai da đen đó, đang phù bốc vác, khi tin vào điều của Đại sứ quán Pháp đang truy lùng con người bị lạc đó khắp miền Nam Việt Nam và tìm ra, cô ta tin vào điều đó là có một người cha, và cô ta đã nhận người cha đó thực sự là cha của mình, thì luật của ông ta nói rằng ông ta cho quyền phép, ông ta hồi phục lại quyền phép của đứa làm thuê này trở thành công chúa của hoàng đế Trung Phi Bokassa. Ở đây lời Chúa nói một đấng tuyệt vời hơn cả tên độc tài Bokassa đó. Đức Chúa Trời tạo ra cả vũ trụ này, Ngài khẳng định rằng hễ ai tin Chúa Giêsu Ngài đấy đấy, là Chúa Giêsu đấy, đấng đã xuống trần gian đấy, đấng xuống bằng thân thịt của Ngài để bạn thời bấy giờ có thể sờ mó được Ngài. Hễ ai tin Ngài và nhận Ngài, hãy nhắc lại cùng tôi từ tin và nhận. Đó là ăn năn và tin lành. Tin và nhận. Tôi đang khát nước, bạn cũng khát nước, tôi khát nước hơn bạn. Và cốc nước này là dành cho tôi, để tôi uống cho đỡ khát khi giảng. Tôi tin nó giải khát cho tôi. Bạn có tin không? Bạn có tin này nước này sẽ giải khát cho bạn khi bạn khát không? Dạ có, đúng không? Tôi tin, bạn cũng tin. Và tôi nhận.
Và Vinh cũng nhận, cũng uống. Khi tôi tin, bước thứ nhất, bước thứ hai, tôi nhận là tôi uống nó thì tôi hết khát. Còn bạn tin, nhưng bạn chưa có ở trong tay để bạn nhận và uống nó, cho nên bạn chưa hết khát. Tin chưa đủ. Và nhận trước mà không có tin thì cũng không xong. Bạn nhận cái gì? Nhận đại một đấng nào đó à? Nhận đại một ông thần nào đó là Đức Chúa Trời à? Vô số. Nhật, ở Ấn Độ đã 330 triệu các vị thần, người ta tự xưng vị thần đó là ông trời. Rồi cuối cùng nhầm. Tại sao tôi biết nhầm? Bởi vì nhầm mới sinh ra 330 triệu các ông. Còn đây, Chúa Giêsu, tại sao phải nhận Ngài? Tại sao phải tin Ngài và nhận Ngài? Chúng ta mới được quyền phép làm con cái Đức Chúa Trời. Tại sao phải tin và nhận Ngài? Thì chúng ta mới được sinh ra từ Đức Chúa Trời. Lần đầu tiên tôi và bạn sinh ra bởi khí huyết, bởi tình dục và bởi ý của cha mẹ mình. Đó là lần thứ nhất. Chúng ta sinh ra từ xác thịt, từ cha và mẹ. Cho nên chúng ta giống cha, giống mẹ mình lắm. Không phải chỉ ngoại hình nữa, mà còn cả cái gen tính ương bướng từ bên trong cơ, tính hay cái quấy từ bên trong cơ, tính bảo thủ ngay từ bên trong cơ. Nó được nạp vào trong ADN của chúng ta rồi, trong đĩa cứng. Lần thứ nhất sinh ra từ xác thịt sẽ là xác thịt. Nhưng lần thứ hai được sinh ra từ Đức Chúa Trời, bởi vì ở trên. Khi ai tin và nhận Ngài, vì sao phải tin và nhận Chúa Giêsu mà không phải ông khác? Bởi vì loài người biết có ông trời mà lại không biết ông ra làm sao. Lòng biết có ông trời mà lại tìm ông bởi cái đầu của mình, cho nên lệch lạc. Và có một lần 2000 năm, chính ông trời đó hiện thân xuống trần gian để bộc lộ Ngài thực sự là ai. Cho nên Chúa Giêsu nói: ai thấy ta là thấy cha ta, ai có ta là có cha ta, ta và cha là một. Ai tiếp nhận ta là tiếp nhận cha ta. Chúa Giêsu đã bộc lộ thực sự ông trời là ai. Và đó chính vì vậy, Ngài sống lại từ cõi chết để minh họa Ngài thực sự là Đức Chúa Trời. Và khi miệng bạn công bố cái gì bạn tin ở trong lòng, Chúa chết thay tội cho bạn, Ngài sống lại từ cõi chết, bạn nhận Ngài hãy bước vào đời sống con, làm Chúa, làm chủ cuộc đời con, thì bắt đầu từ đó tôi và bạn là ai? Là ai anh chị em? Nào chúng ta cùng đồng thanh đọc câu 12 nè, câu 12, 13, 1, 2, 3. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sinh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sinh bởi Đức Chúa Trời vậy. Chúng ta có rất nhiều những chân lý cao siêu, nhưng có một chân lý đặc biệt quan trọng mà khởi đầu của hết thảy những chân lý khác, hết thảy mọi phép lạ khác, là chân lý này này. Đừng chạy theo những điều cao siêu mà bỏ qua những điều tầm thường, tưởng là tầm thường nhưng vô cùng cơ bản này. Bài giảng trước của tôi nói hãy nhớ Chúa Giêsu sinh ra từ dòng dõi vua David và đã từ kẻ chết sống lại. Bài giảng này hãy nhớ nền tảng cơ bản, hãy ai tin danh Chúa Giêsu và xưng nhận danh đó ra miệng của mình và tiếp nhận Ngài thì người đó trở nên con cái Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Lời Chúa nói như vậy, chúng ta chỉ đa và amen, chỉ đúng và amen, không có khác. Bởi vì không phải bởi vì Ngài bắt chúng ta phải như vậy, nhưng bởi vì Ngài nói là đúng, Ngài nói là chính xác. Việc làm của Ngài đã minh chứng Ngài là Đức Chúa Trời. Và nếu Ngài là Đức Chúa Trời thì câu kinh thánh này hoàn toàn là chân lý và là đúng. Vì sao tôi biết nó là đúng? Bởi vì cuộc sống của tôi 23 năm là công dân thiên quốc, tôi thấy quyền năng của thiên quốc bảo vệ tôi như thế nào rồi. Amen. Mời chúng ta cùng nhau đứng dậy. Mở đầu hôm nay tôi chia sẻ ăn năn và tin. Đó là điều kiện để chúng ta trở thành công dân thiên quốc. Và khi chúng ta trở thành công dân thiên quốc thì nước trời bắt buộc phải có trách nhiệm bảo vệ mỗi chúng ta. Tôi cưới một cô vợ công dân nước Đức này. Năm 2000 chúng tôi đã kỷ niệm 15 năm ngày cưới rồi. 15 năm ngày cưới. Năm 2000 cưới vợ xong tôi đưa vợ tôi sang Đức. Cách nước Đức này
3.000 hơn km theo đường chim bay. Nhưng Thủy Tiên ở bên Nga không mất quyền công dân nước Đức. Họ vẫn đi theo bảo vệ. Mỗi lần công an Nga bắt vợ tôi cùng với những người nữ Việt Nam khác vào đồn kiểm tra hộ chiếu, bắt phạt đến hộ chiếu của vợ tôi. Bởi vì người Nga, công an Nga không cần hỏi, cứ mày đầu đen, da mày như vậy, đi cùng hội Việt Nam là bắt hết cả lút, không cần thanh minh, vào đồn thu hết giấy tờ lại, sau đó phạt. Khi đến hộ chiếu của vợ tôi thấy khác, mở ra nó thấy không phải màu xanh mà màu đỏ. Và dở ra một hồi, đọc một hồi, thấy thôi mời ra đây xin lỗi nhá, nhầm nhá, thôi mọi chuyện đây là một cái chuyện nhầm lẫn, bỏ qua nhá. Vì sao? Không phải vì màu đỏ mà họ sợ. Bạn có thể cho cái màu đỏ khác vào chọc trong hộ chiếu của bạn, nó chả sợ. Sợ cái dấu ở bên trong đó, đó là công dân nước Đức. Cái gì mà họ sợ cái dấu đó? Bởi đằng sau cái dấu nhỏ nhỏ đó đó là cả một món nợ khổng lồ mà người Nga đang nợ nước Đức. Và cả một bộ luật ngoại giao đã được ký xong, đừng đụng vào công dân nước của tôi. Đụng vào công dân nước tôi mà sai luật tôi sẽ làm việc các vị. 3.000 hơn km mà hội đầu gấu công an của Nga vẫn sợ, mà nước Đức chưa há miệng nói gì nhé, thế mà họ đã sợ rồi. Bởi vậy cho nên bạn ơi, nếu chúng ta có quyền công dân thiên quốc, nước trời chưa cần há miệng đâu. Chỉ cần ở dưới này ma quỷ đụng vào bạn, dở ra một cái bạn nói tôi là con cái Chúa. Đừng có khoe như vậy khi bạn đi vượt đèn đỏ nhé. Tôi đang nói về thế lực ma quỷ cơ, chứ không phải là vì là con cái Chúa thì cứ phạm pháp thoải mái, không phải như vậy. Nhưng mà Chúa là đấng luôn gửi thiên sứ của Ngài để bảo vệ con cái Chúa khi ma quỷ đe dọa bạn. Amen. Biết bao nhiêu lần bạn dù ga và sau đó lại phanh gấp lại, tình cờ một cái xe vụt ngang qua, một tai nạn, chỉ cần thiếu 2 giây nữa là nó sẽ nghiến tan xe của bạn. Thế mà có một trợ lực nào đó lại đỡ xe của bạn bị chậm lại, bỗng nhiên xe chết máy, bạn tức bực với xe chết máy đến muộn. Đâu có biết được rằng sau này khi lên trên thiên đàng, giở cái sổ, có một quyển sổ nói rằng những sự cố đáng lẽ xảy ra với ngươi mà không xảy ra, cho bạn nhìn thấy những thước phim bạn bị ô tô đâm, bạn bị tai nạn, bạn bị đủ các kiểu, bạn bị bọn đầu gấu rình rập để đánh. Thế mà lúc đó bạn lại đi lạc đường, bạn về trên đường trở về hai vợ chồng cãi lộn nhau, cứ thế mà cũng bị lạc. Lên trên thiên đàng bạn mới nhớ, bạn mới hiểu ra một điều, đó là Chúa đặc biệt cho đi lạc để bọn đầu gấu không đập vợ chồng bạn. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Nha, xe bị chết máy dọc đường để tránh một vụ tai nạn, một tên say rượu không cầm được lái cứ phóng thẳng đâm vào cây, đúng thời điểm đó ô tô bạn đi ngang qua, nhưng bạn đã bị chết máy dọc đường và hết xăng, cuối cùng bạn dừng lại đổ xăng và tai nạn đó đã đi ngang của bạn. Bởi vậy cho nên đừng buồn vì những cái chưa nhận được, hãy vui vì những cái đáng lẽ xảy ra với bạn mà nó đã không phải xảy ra. Bởi vậy cho nên Chúa nói rằng hãy cảm tạ Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh, là như vậy đó. Amen. Nào, chúng ta hãy đến cầu nguyện nào. Hãy nhớ quyền công dân quan trọng lắm anh chị em. Bạn có thể nghĩ rằng gửi về cho bố mẹ 100 euro mỗi một tháng, tốt, rất là tốt. Nhưng mà hãy nhớ một điều này, 10 cái tờ như vậy thì nan đề vẫn không đủ tiêu, rồi lại tốc mái, rồi lại đứa em của bạn nó cần tiền tiêu, rồi là hàng xóm vay không trả, tiền đó lại chạy đâu không hiểu vì đâu. Bạn đưa thêm 100 cái lần tờ như vậy về, rồi lại bỗng nhiên sổ số lại số đề lại không cánh mà bay. Bạn ơi, có một cách tốt nhất, trước khi bạn gửi 100 kia về, điều quan trọng làm sao cho bố mẹ, anh chị em, họ hàng, những người bạn muốn giúp được biết đến tin lành và ăn năn tin vào đạo tin lành để họ trở thành công dân thiên quốc như bạn. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.